À, chúng ta có một câu hát hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai thì mình có một câu hát đây là cái gì chắc chắn là máy in nhưng máy in được cấu tạo lên bởi những thành phần gì thì hôm nay và video này mình sẽ hướng dẫn các bạn và chia sẻ cho các bạn thứ nhất máy in được hình thành nên bởi một bộ xương cơ đó bạn nhìn này đó sắt này sắt này sắt này vậy sắt có có bao giờ hỏng không Câu hỏi các bạn là sắt này có bao giờ hỏng không thì thưa bạn là sắt này hỏng rất nhiều Vì lý do trên sắt còn rất nhiều cái tiếp điểm khác nhau Vì vậy khi chúng ta hỏng tiếp điểm bản in chúng ta hoàn toàn có thể lỗi Đó là chuyện hiển nhiên như một cô tiên đang tắm Không có vấn đề gì cả Đơn giản thôi ạ như đan một cái rổ Vậy bộ phận đầu tiên của một cái máy in chúng ta đã xong đó là xương của máy Bộ phận thứ hai là cụm sấy của máy in đó đây là cụm sấy này các bạn này đó đây là cụm sấy của máy in cụm sấy nó có tác dụng đó là làm chín các hạt mực đã được ghim chết trên giấy đây là những hạt mực này được làm chín này khi các bạn vò lát như này đó thì cái hạt mực nó không bị bay ra thì tác dụng của cụm sấy đó là tạo ra một nhiệt độ nhất định và ghim chết hạt mực lên giấy thành phần thứ hai đó là thành phần thứ ba đó là hộp mực Vậy hộp mực có tác dụng gì? Tác dụng của hộp mực đó là tạo ra những bản in chưa được đốt chín hay tạo ra những cái chữ như này. Đó, tạo ra chữ Nguyễn Mạnh Tùng là do cái hộp mực này nó ghim những cái hạt mực lên đây. Nó ấn cái hạt mực lên đây Còn làm chín là do cụm sấy Bộ phận tiếp theo Mình đi từ theo không theo thứ tự nào cả Đi từ cái dễ nhìn vào đó là cái vỉ người ta gọi là vỉ có thể gọi là vỉ enzyme hoặc gọi là vỉ ecu cái vỉ này điều khiển tổng thể sấy nguồn mực và nó là vật trung gian giao tiếp giữa mên nguồn và cả formatter tiếp theo các bạn thấy đây đây đó là một cái người ta gọi đó là mên nguồn Mên nguồn có tác dụng tạo ra điện áp trên mên để lui cho toàn mên. Ngoài ra các bạn thấy mên nguồn nó còn chứa những cái khối, ví dụ như khối tạo ra điện áp để sấy cái này, tạo ra điện áp để tạo ra cho hộp mực hoạt động. Đó, tạo ra điện áp để cho cái khối ECU này hoạt động. Một cái nữa các bạn gặp trên máy in đó là hộp quang của máy in. Hộp quang có tác dụng chính đó là tạo ra các điểm ảnh ở trên hộp mực để tạo ra được cái chữ này đơn giản đúng không ạ nhưng không dễ đan rổ đâu ạ đan rổ các bạn học chán ở việt nam có cái từ đan rổ nó có hai nghĩa đó là đan một cái rổ bình thường và nó cũng có nghĩa là, là các bạn đang chơi chắn chơi tái lả hay những chơi bài lá các bạn để ý này ở đây chúng ta có một cái nữa chúng ta gọi là các formatter cái này có tác dụng đó là xử lý dữ liệu từ máy tính đưa vào và phản hồi những dữ liệu từ của máy trả lại trên máy tính chỉ đơn giản vậy thôi vậy là tất cả những linh kiện này để cấu thành nên một cái máy in để tạo ra một cái bản in hoàn chỉnh như các bạn đang nhìn thì tất cả các linh kiện đều có thể sinh nối không linh kiện nào bền bỉ sống vĩnh hằng với thời gian cả linh kiện lúc mới thì các bạn hoàn toàn được bảo hành bởi các hãng còn khi chết thì các bạn hoàn toàn có thể mua tại lô 2 muốn mua bất kể cái gì nguyên nguồn quang sấy ecu cà và xương máy các bạn vui lòng truy cập web đó là lô 2 vn đặt đơn mình sẽ ship code cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn sức khỏe và thành công cảm ơn các bạn hoặc liên hệ mình theo hai số điện thoại đó là 090601 0103 024 6683 6633